Ok các bạn trẻ, chào mừng các bạn trẻ đã trở lại channel của Minh Cân. Thì hôm nay là thứ bảy máu chảy lại về kênh của Minh Cân. Thì trên màn ảnh nhỏ của chúng ta đang là đại tỷ Robin. Anh em ơi, đại tỷ Robin nha. Quá đẹp mặt, bác Baby Storm đã đưa đại tỷ Robin của chúng ta về. Ui, tạo hình hết nước chấm anh em ạ, à, quá ngon. Nhưng và kèo ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến đây, ở đây chính là Luffy Gear 5 đã vào chiêu mộ như ý từ ngày hôm qua. Nhưng mà hôm qua tôi mãi lên cái clip về Shirohige bố cho anh em nhá. Thì hôm nay chính thức là tôi sẽ đưa Nika trở lại mặt đất bằng cách build đồ cũng như là lối chơi của Nika. Cũng có nhiều anh em khá hỏi nhá. Còn Nika này ở server Việt Nam thì thậm chí là server quốc tế nó là một lỗi thất vọng anh em ạ, lỗi thất vọng. Nhưng nếu mà anh em thực sự là fan của Nika, anh em thực sự là fan của One Piece thì chúng ta có thể lấy cái con này ở trong chiêu mộ như ý được nhá. Còn bây giờ thì let's get it. Ok, trước khi vào đầu clip thì chúng ta sẽ đến với một con game đánh bài siêu hay khổng lồ, con game đánh bài Kawin hay nhất 2023, chơi cực kỳ dễ trúng thưởng các bạn. Và hiện tại đã có thêm một cái ưu đãi nữa là anh em tham gia, anh em like và đăng ký kênh, tham gia nhóm của Minh Kiều, tham gia nhóm mà tôi để ở dưới cái mô tả cái video này thì chúng ta sẽ nhận được một gift code nhá. Nhớ là bảo bạn fan fan kênh của anh Kiều sang nhá, fan kênh của anh Kiều sang sẽ nhận được một code 20k. Tôi link nhóm mà tôi sẽ để ở dưới cái mô tả bình luận để cho anh em chiến thử nhá. Đó là hàng ngày này, sự kiện chia sẻ hàng ngày nhận 3k. Hôm nay sẽ có thêm ưu đãi nữa cho những fan của anh Kiều nhá, đổi thưởng uy tín này. Về anh em có thể add được rất nhiều tài khoản banh, lịch sử đổi thành công rất nhiều luôn. Hiện tại vốn đang là 29m, mà sẽ đi test cho VIP Club này. Chúng ta có thể xem tham gia hoạt động VIP Club này. Hiện tại tớ đang là VIP 3 đặc quyền, khi đặt là bạn sẽ nhận được phần thưởng lên tới 266k. Đăng nhập số ngày cố định nhận thưởng sẽ là 56k này. Bạn có thể nhận thưởng thêm 5% vào sự kiện rung cây tiền. Đây cây tiền đây, rung thử cho anh em này. Chặt, hiện tại không đủ à? Nhận này. Đây là rung cây tiền anh em ạ. Cây vàng, cây bạc. Mini game sổ số 3D. Ok, bây giờ tôi sẽ đi chiến thử con game mà. Đây có nhiều game lắm, bắn cá sắp đĩa này, bắn cá nổ hũ này. Tôi vẫn trung thành với quả kèo xỉu tài anh em ạ. Xỉu nhà bà tài, mà đi vào làm tí đã. Game cực kỳ hay anh em ạ. Thì đăng ký cực kỳ dễ luôn, chỉ cần mỗi số điện thoại thôi là chúng ta có thể bắn được con game này rồi. Xỉu một mờ cho nó khét. Vào tài à, anh à, căng nhà. Đi thêm tiếng nữa nào. Người ta bảo là ngã gấp ở đâu thì chúng ta phải gấp đôi ở đấy. Rồi, xem cầu đã. Đánh không gấp đâu. Vận tài à. Cầu này à. Từ, cầu này tôi bỏ anh em ơi. Tiếng này tôi xin phép bỏ. Vận tài cơ. Ô xỉu được này. Hay thế nhỉ. Tiếng vừa rồi 17m vào tài vẫn còn xỉu được. Đây anh em nhìn tôi mà tôi vạ thế này à. Ngã ở đâu chúng ta phải gấp đôi đấy nhá. Ngã ở đâu phải gấp đôi đấy nhá. Anh em có thể đánh nhẹ nhàng, tôi không thích nhẹ nhàng lắm. Vào vụt 2m luôn. Xịt thộ. Làm sao mà xịt được. Đấy cái gì chưa? Quá dễ chơi luôn. Làm 4m là làm 2m nhẹ nhàng luôn. Vẫn đang là cá cược à. Ok, như vậy là đã xong con game siêu hot này. À quên, chưa giới thiệu cho anh em về hình thức nạp tiền thì cực kỳ uy tín và nhẹ nhàng. Cộng gặp thẻ cào Momo, Zalo Pay, Viettel, QR Banking, Internet Banking rất dễ anh em ạ. Anh em nào muốn chơi con game này thì có thể tải về tài trí với Minh Kèo nhá. Link mô tả tôi sẽ để ở dưới bình luận này. Và nhớ tham gia nhóm mà tôi gửi ở dưới bình luận để nhận code miễn phí nhá. Ok anh em nhớ like và đăng ký kênh cho quả kèo này nhá. Đây. Hiện tại là bác Baby Storm còn 368 vé nhưng mà Nika hiện tại đã mắc kỹ năng SP. Hôm nay tôi sẽ đưa ra cái lối chơi cho Nika hiệu quả nhất ở thời điểm này thì theo như tôi được biết anh em nhé. Theo như tôi được biết và đã test thì tôi sẽ đưa ra cái lối chơi của Nika hiệu quả nhất ở thời điểm này cho anh em tham khảo nhá. Thứ nhất, về vỏ sò thì anh em có bao nhiêu thì anh em dùng bấy nhiêu nhá. Thứ hai là nói về huy hiệu trước. Huy hiệu là chúng ta có thể, tôi đã test con Nika này khá nhiều rồi. Thì anh em có thể chơi full mặt trời hoặc là hỗn hợp lãnh đạo thần bí và mặt trời để sao cho cái tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích, cái tỷ lệ bạo kích cao cao một chút, vì con Nika rất cần bạo kích anh em ạ, tầm 70% đổ lên là đẹp. Còn nó sát thương bạo kích thì 270 như này là ổn rồi, 270 như này là cao nhá. Tôi nghĩ là tầm 260-250 là được, mà càng cao càng tốt. Nếu mà cái tầm tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích này của anh em mà thấp quá như cái tỷ lệ tôi bảo đấy, là tầm dưới 50% này chẳng hạn, là dưới 250% ấy, thì anh em sẽ đổi cái bộ huy hiệu này thành hỗn hợp lãnh đạo thần bí mặt trời nhá. Con này thì không nên chơi bộ râu trắng full, vì tôi đã test thì không có hiệu quả, trừ khi là anh em tẩy được những cái dòng như thế này, trừ khi là anh em tẩy được những cái dòng như này full tấn sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích cao thì điều chỉnh này thì nó thành ngon nhá. Đấy là lối chơi cơ bản về cái bộ huy hiệu như thế. Còn đâu về Haki, chúng ta sẽ ép bộ liên kích tịnh hóa này. Về đá thì chúng ta sẽ chơi cái truyền kỳ truy sát này cũng ok. Hoặc là chúng ta có thể đổi sang tinh chuẩn được. Nhưng mà con Nika này chơi truy sát khỏe anh em nhá. Bởi vì cái đòn đánh thường của nó khá đau.
chúng ta có thể chơi được tỷ lệ bạo kích tăng như này cũng được, hoặc là thay bằng tinh chuẩn nhá. Thần lực này, nhanh nhẹn. Một lối chơi nữa cho anh em có thể thay cái này bằng tỷ lệ bạo kích để bằng thân thể, nếu như mà anh em muốn cho con Nika này có thêm một chút thủ nhá. Vì thực ra là cái tỷ lệ bạo kích tăng thêm 2% cũng không quá đáng kể đối với Nika đâu. Còn quan trọng nhất là về cái thanh khí này, cái thanh khí của con Nika này thật sự là khê. Tôi đã test khá nhiều thanh khí từ mũ, súng, kiếm cho đến đồng xu nguyền rủa, thì tôi nghĩ là cái đồng xu nguyền rủa này là sát thương cao nhất cho Nika rồi. Nhưng mà nếu mà anh em nông dân không chơi được cái đồng xu nguyền rủa đấy, thì chúng ta có thể nghĩ đến quả kèo súng hoặc mũ nhá. Súng hoặc mũ ok, súng hoặc mũ này ok này, thậm chí là không la bàn thì nên để cho Yang Eli, la bàn nên để cho Yang Eli nhá. Trận này tôi còn để cho đại tỷ Robin chiến cả quả kèo gì nhỉ, quả kèo cúp để cho Nika thể hiện tí này. 2.818.000 lực chiến kết hợp với Sido Higechang. Ui giời ơi, bằng mũ rơm sở hữu đại tỷ Robin, tôi không phải nói với anh em đâu, quá tởm. Như vậy thì Robin trận này có mặc áo một sao nhá. Thôi, không để mà làm mất thời gian nữa, bây giờ chúng ta sẽ đi vào test Nika ở trong thực chiến nhá, đánh với các ông lớn liên server này. Ông lớn đầu tiên chúng ta sẽ đối đầu là Marin, người chơi Marin 4 nhá. 14.530.000 và VS với Baby Store 14.600.000. Kun sải Ukuma, Bailey chơi súng. Đó chết anh em ạ. À. Căng nhà la bàn bác ấy giấu đi rồi. Tỉ thí thử với Marine đây nè. Để xem bốn con tướng sát thương và một con búp. Trận này là không test Uta nữa, không test Uta chàng nữa. Robin tạo hình kìa anh em ơi. Ta nói nó nét nẹt ạ. Jim Faliu này. Trận này chúng ta không có Uta nên là búp phải tự lực cánh sinh đây. Nika được 3.2 triệu một vuốt, vuốt tiếp được 3.1 triệu, đấm phát thường như mình rồi, đấm thường 2.4 triệu. Chính vì đấm thường của Nika quá đau nên là chúng ta nên có cái chi haki truy sát nha, nên có cho chúng ta một cái haki truy sát 26.7 triệu và phản sát thương gần chết anh em ạ, dã man con ngàn. Ui giời ơi, Yang Eli tuốt qua 26.7 triệu và mất luôn vua bóng tối ạ. Đội bạn 19 triệu. Jim Flu cái nhờ, Jim Flu cái nhẹ nhờ, 10.1 triệu này. Ivan Notomano 8.2 triệu. Sido Higechang 1 vụt 8.6 triệu. Để xem liệu bộ chơi 4 lần sát thương không cần bụi ta chúng ta có làm nên trò chống hay không. Nika lên cưới nhạc nữa này, 11 triệu sát thương khá là thấm đấy nhá. Ủa bị ăn phản sát thương kìa, dã man. Kinh ngự công gan dưới ơi, nên kích phát này. Sợ thật cái con Kuma nó phản sát thương thấm thật anh em ạ. Ủa hỏng rồi, hỏng chó rồi anh em ơi. Kinh ngự công ngự gan này không có búp khả năng là vẫn khê, không có búp khả năng là vẫn cứ khê nhá. Đại tỷ Robin khả năng là tuột xích rồi. Vẫn chưa chết nhá. Đại tỷ Robin của chúng ta vẫn còn sống anh em này. Sau đây sẽ là pha chém của Yang Rayleigh 3.9 triệu này, xe này thì mạnh xe sát thương này. Để xem không có Uta không có hệ truyền ca. Vẫn có hệ truyền kỳ nhá, chúng ta vẫn có bố hệ truyền kỳ bình thường, vẫn kích hoạt nội tại bình thường. Chỉ là chúng ta không cần búp thôi. Chúng ta không có con búp. Không có con búp anh em ạ. Nhưng mà ở server EU meta hiện tại là không cần chơi búp nhá. Tôi nhấn mạnh lại anh em là chả cần chơi búp vẫn khỏe. Chả cần chơi búp vẫn cứ khỏe nhá. Chúng ta thậm chí có thể chơi hai tanh là con Baggy và con BG kết hợp siêu trâu ạ, hoặc là ba ghi kết hợp với Luffy Gear 4 cũng được, cực kỳ tởm. Mà nên là nếu mà chơi hai tay thì nên là ba ghi kết hợp với Gear 4 hoặc là ba ghi kết hợp với Dio Kugil, vì chúng ta cần một con xe sát thương. Nếu đấy là trong điều kiện chúng ta không có con búp, một đấm của Gear 5 anh em đi đâu. Sẽ đi ngày hôm nay sẽ làm Gear 5. Đấm thường của Gear 5 trận này, à trận này là Gear 5 chơi đồng xu nguyền rủa nên là đấm thường của Gear 5 sẽ đau hơn đại tỷ Robin nhá. Chứ bình thường đại tỷ Robin chơi đồng xu nguyền rủa nó sẽ khác anh em ạ. Nó sẽ cá khác nha.
15 triệu 8 này. Úi giời ơi, thằng này lì chém vẫn cứ nhiệt ạ. Lim phê lưu. Nếu mà anh em muốn chơi theo kiểu Nika Châu ấy, không không, Nika Châu thì chơi không ổn. Trước mình đã test thử cái lối chơi Nika Châu rồi, không không ổn anh em ạ. Một vập, hai vập. Ủa đội bạn còn ba con trâu sống rồi. Thôi, ba con trâu này chúng ở đâu đến, xem phép vào ra ulti cứa thử nào. Xem cứa có chết ba con trâu rồi không. Ikeruet Sinista. Giang Eli bị giảm tốc anh em ạ. Dã man thế nhờ. Jim Falu là ủa bạn trâu ở đâu à, thủ nó trâu quá. Để xem chúng mày trâu đến cái mức độ nào. Một cứa. Ui rồi, Kuma sắp thương châu nhỉ. Bây giờ là Shirohige cứa vào. 8 triệu rưỡi đội bạn châu quá. Bây giờ kiếm đâu ra cái tinh chuẩn để test cho bố nhỉ. Kiếm được một cái tinh chuẩn để test cho bố thì đẹp. 23 triệu 6 ạ. À, đau vãi anh em ơi. Úi ơi, đau vãi. Year 4 là cần hết team ạ. Này thì cần nè, Year 5 nói không nhá. Year 5 của chúng tôi nói không. Kinh ngữ công ngữ gan. Ôi ôi, đội bạn đấm quả 23 triệu 6 ạ. Tôi không thể tin vào mắt mình được. Luffy Year 4 lại gây ra cái lượng sát thương dã man như thế ạ. Úi giời ơi. Trận này là hòa cơ. Luffy Year 4 thì sẽ không thể tiễn nổi Marco đâu. Có tiễn được không? Nhưng vẫn win. 15 round à? 15 round ấy ngay. 102 triệu 15 round. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một đối thủ nữa. Đó là người chơi Akan tốt, 12 triệu 888 nghìn. Anh em nhá. Đại tỷ Robin. Để xem nào. Ui Akan tốt Giang này đi trước luôn. Khét nhá. Nhưng mà bỏ con Uta nhìn chung là team của Minkun yếu đi một lượng thủ khá nhiều anh em ạ. Nếu mà chơi team này khá mạo hiểm nhá. Nhưng mà tôi lại muốn đưa cả đại tỷ Robin vào để test cơ. Thế nó mới ác. Để tí tôi sẽ thử bỏ lại tỷ Robin ra. Sẽ thử bỏ lại tỷ Robin anh em ạ. Nhưng mà bỏ lại tỷ Robin là mất một lượng sát thương khá lớn đấy. Mất một lượng sát thương khá lớn anh em ạ. Skin quá đẹp và quá ngọt nước đến từ đại tỷ Robin. Ôi trời ơi, ai ơi. Thôi 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 thôi. Thế ăn cả A đự 15 triệu 7 này. Nháy nữa này Robin với chúng tôi này. Jim Falu. Jim Falu 8 triệu 7. Đấy là đại tỷ của thằng X ulti đây. Đấy là đại tỷ Robin của chúng ta là đang chơi cái cúp đây anh em nhá. Nếu liên kết cái này. Nếu mà chơi đồng xu gần rủa sát thương nó sẽ khác nhá. Vì đang dồn đồng xu gần rủa cho Gear 4 chơi. Shirohige 9 triệu 3 rồi à. Ôi giời ơi, Jim Flu mới ulti này này. 10 triệu rưỡi đầu thế nhờ. Thôi, Shiki thôi. Rồi luôn, không có khạc lần 2. Dê. Anh em nhìn sát thương của Shiki mà. Khi nó không có khạc lần 2 nhờ. Cực kỳ yếu luôn. Nên là Shiki là một con dao phải chục lưỡi đấy. Chứ không phải 2 lưỡi đấy. Còn đây là Gear 5 cầm xét trên trời. Giáng xuống 7 triệu 6 này. Robin lên đường. Liên kích cái. Nhìn chung là sát thương của Gear 5 của chúng ta khê các bạn. Nên là nếu mà thực sự phải lấy Gear 5 thì để làm biểu tượng thì chúng ta sẽ lấy cho vui thôi. Lấy cho nó vui thôi anh em ạ. Chứ nếu mà anh em mà để chơi cứng con Gear 5 này thì nó không phê. Sau này nó sẽ ra. Sau này cái gì ít nữa sắp tới tới đây thôi. Khả năng vào sự kiện sinh nhật của khó truyền thuyết. Không biết là hình như là tròn 3 tuổi vậy. Thì nó sẽ ra con mắt. Không biết là có thể là sẽ ra mắt con Zoro Onigashima không. Lúc đấy anh em muốn chơi hệ sát thương thì có thể liên hệ với anh Zoro Onigashima nhá. Chúng ta có thể liên hệ với anh Zoro Onigashima để hỏi thêm chi tiết.
tí tôi sẽ thử test khẩu súng cho Luffy Gear 4 nào. Tôi sẽ thử test haki súng cho Luffy Gear 5 nào. Haki là súng cho Luffy Gear 5 của chúng ta nhá. Quả mãn nhãn lên từ thần mặt trời Nika. Nhưng mà nhìn chung là tạo hình là mãn nhãn đấy. Tạo hình là giống đét đẹp, đét đè đè chuyện đấy. Nhưng mà cái bộ kỹ năng thì không thể ngửi được anh em ạ. Khá yếu luôn đấy. Khá yếu luôn so với cái meta. Mà cái da lớp giáp nó dày như bây giờ ở SEO Việt Nam, với cả lực chiến nó to như bây giờ Việt Nam, thì Nika gần như là khá yếu. Nika không có cái gọi là hiệu ứng khống chế xấu nào, nó căng đét cả. Nhưng Giang Ly còn nó chặn người máu. Cái duy nhất kéo lại của Nika đó là thứ nhất là đòn đánh thường, thứ hai là chiêu 1. Úi giời, đau nhá. Đau nhá, Giang Daily lên bảng rồi nhá. Giang Daily lên bảng với chúng tôi này, đùa với Nika. Tuột xích. À bây giờ sẽ đeo lại cái này. À quên. Để cái này cho Shiroi ghê đi. Robin thì vẫn cứ test cái quả kèo này thôi. Cúp, Robin thì vẫn cứ cúp thôi. Còn Nika sẽ test thử khẩu súng nha. Sẽ tự test thử sát thương với khẩu súng này. Bạn bè lên server có ông nào mềm mềm tí không nhỉ? 14, ôi trời ơi, đây rồi. Ông nào ác ôn thế này, dã man. Đấy, Shiroi ghê chơi quả kèo này được anh em nhá. Để xem Shiroi ghê với tinh chuẩn nào. Tinh chuẩn thần lực à. Thiếu xuyên thấu à, à. Để xem nào. 14.8 triệu. Ủa, cân lực chiến luôn này. Ông Việt Nam Zoro đúng không? Việt Nam Zoro này. Tét với ông này nào. Ôi thôi hỏng rồi, Giang Eli đi trước à. Kiểu bạn không có cả Marco nữa thế kia thì khê đấy nhở. Tí mình sẽ bỏ thử đại tỷ Robin là thay Uta vào nào. Một nhảy này. 13 triệu lại. Ui 8.4 triệu này, 10.9 triệu này. Ôi, vớ vẩn, khẩu súng lại khỏe hơn đấy. Thì nhìn chung là tôi đã test khẩu súng rồi, chơi ổn anh em ạ. 10.2 triệu này, ủa kẻ đốt vẫn đau ạ. 15.6 triệu thì bố là ủa. Mà team mình không có con Uta, không có hệ truyền kỳ, không có khiên. À không, không phải không có hệ truyền kỳ mà là không có khiên thôi. Để xem trận này không có hệ, không có Uta chẳng chúng ta có thắng được không? 23M. Còn đây là Jim Flu Iman Tomano 11.3 triệu này. Ikeru Esnista Shirohige 17.5 triệu. Còn nguyên kích. Còn đây là Luffy Gen 5 16.6 triệu nè. Thế mà Shirohige lại không có nguyên kích nhờ. Chết rồi, Luffy Gen 4 nó mất nhiều máu thế. À, rồi nó mất nhiều máu này thì nó đấm được quả dẹo thì mình mất. Nó đấm được quả dẹo thì mình mất anh em ạ. 6.3 triệu, ai đầu nhá. Chỉ đôi ghê với tinh chuẩn 12.7 triệu là chết rồi, giờ kia nằm chết rồi anh em ơi. Rồi rồi nhá. Khả năng là tôi sẽ phải bỏ bỏ đại tỷ Robin ra thôi. Thay bằng Carrot nha. À, Uta chẳng. Đồ tháo tạo của đại tỷ Robin nha. Mặc nhanh nè. Cúp nè. Ok. Sẽ test lại với cái ông vừa nãy nha. Ông Zoro à. Việt Nam Zoro đúng không? Người chơi Việt Nam Zoro cần này. Sáu triệu chín. Đấy, có Uta mà khiên khủng khác ngay, khác bọt ngay anh em ạ. Đấy, búp nốt nhạc này. 14.6 triệu này. Một xoay khi được búp nốt nhạc này. 13.3 triệu này, khác hẳn anh em ạ. Khác hẳn ngay. Nó khác hẳn ngay. Kia rốt là 5.5 triệu thôi bạn ơi. Nó khác hẳn ngay nhá.
Ôi 16 triệu 3 thốn đấy. Cứ ta bị chặn hồi máu luôn. Úi ôi liên kích. Này thì ông bạn thích liên kích à? Người chơi hệ liên kích đúng không? Người chơi hệ liên kích tại người ta ulti cái. Bút đốt, bây giờ bút đốt nhạc cho Luffy và Shirohige thì đẹp quá. Đâu xem nào, đốt nhạc cho ai đây? Đốt nhạc cho Shirohige này, liên kích phát nữa bút cho Luffy này. Người bạn thời ấu thơ của Luffy kia for. Ư ta chẳng. Không được nốt nhạc, nhưng mà Shirohige quá rồi nhá. Một, ôi giời 11 triệu 8 không có liên kích. Ư ta lại bút nốt nhạc cho bản thân nó thế kia nữa thì ghê. Thì Sengoku 4 triệu Gear 4 chưa chết. Gear 4 bên mình tiện nốt Gear 4 bên bạn đi chứ nhỉ. Kém miếng quá chịu. Búp nốt nhạc Gear 4 thế này nó mẹ. Phát nữa, phát nữa, phát nữa. Thôi học rồi. Để chúng ta sẽ chống trả lại đợt ulti của đội bạn kiểu gì đây. Ui bên đội bạn không có một con tướng nào bị ăn chặn hồi máu ở bên mình kìa. Tài hên. Úi ỏi đầu nhá. Một xoáy của bố. Úi đội bạn không có liên kích. Tuổi gì. Kinh ngực công tự căn. 12 củ mốt này đầu phết nhờ. Bốn củ 8. Đấy nhìn chung có Uta và anh em nhìn cho khác hẳn đội hình luôn. Chỉ cần có thêm một con Uta vào thôi là cái đội hình của anh em nó đã khác hoàn toàn rồi. Ừ ta thiếu đúng một điểm kỹ năng SP đó. Ít nữa chắc là bác Baby Storm. Ui giời ơi 20 triệu 6 à. Ui ơi nốt nhạc của ta mà nó xoáy quá kìa. 20 triệu 6 à anh em ạ. Nhìn chung là chiêu 1 của Luffy Gear 4 thì Luffy Gear 5 ấy thì đã được kiểm chứng rồi. Cực kỳ đau ạ. À. Xoáy 20 triệu ạ. À. Dạ màn thế nhờ. Sau này nếu mà nó đẻ ra được một cái thánh khí nào mà có khả năng lan sát thương thành ao e thì đẹp nhờ. Ôi giời bố còn bị choáng kìa. Nhưng không sao, đánh thường thì không sao ạ. Đánh thường thì chúng ta vẫn châm trước được nhá. Kẻ đốt bình thường rồi bạn ơi. 3 triệu 8 này. Bốn củ mốt. Năm cổ. Wanomaco đứng đâu mà chưa bị ăn chặn hồi máu cả. Ghê khét đấy. Chung là cũng khét đấy. 18 triệu 9. Vô phát nữa này. Gear 4 xoáy vào quả này khả năng là tìm này. Anh em nhìn nào. Gear 5. Gear 5. Ui 18 triệu 2. Liên kích. Thôi hỏng rồi. Ui 24 triệu 1 cơ. Dã man thế nhở. Đấy nhìn chung là cũng ủa ôi răng ly chết hỏng rồi. Nhìn chung là có cái tinh chuẩn mà nó khét phết anh em ạ. Ủa hỏng chó rồi. Xì đôi ghê nó làm quả rông trắng mình đi luôn mới sợ chứ. À xì đôi ghê nó làm quả răng ly mình tèo luôn mới kinh như. À, thế nhờ. Để xem cái phò gánh tim không. Kinh ngự công ngự gan 14 triệu 1. Ui là đấm quả 20 triệu rồi nào. Nhưng mà liên kích thì sát thương sẽ thấp hơn. Ui giời ơi. Thôi hỏng rồi. Trận này hỏng chó rồi. 99 triệu 7 round. Khét đấy. Rồi, khả năng phải xếp lại tim cái. À, thôi xếp team này là hợp lý rồi. Trận đấy là đen thôi. Đội bạn khỏe đấy. Thế nào. Chúng ta sẽ test lại với nhập tên của bạn Uchiha Madara. À Vivu. Vivu 14 triệu 2 cũng có Nika. Cũng sở hữu cho mình Nika đây rồi. Để test thử với đấu thủ Vivu nào. Anh à Nika thì đứng đầu à. Để xem Nika để đứng đầu tanh. Tanh tổng như nào. Ui giời ơi Nika thì đứng đầu. Làm sao mà chịu được nhiệt.
Rồi để xem Nika đứng đầu em chịu được mấy hit của Young Daily nè. 10 củ 3. Tôi sẽ test lại có kéo tinh chuẩn cho Shirohige anh em nhá. Trận vừa rồi con Shirohige bên đội bạn không chơi xuyên thấu nhưng mà chơi tinh chuẩn sát thương tôi thấy là lớn hơn đấy. 16 triệu 8 này. Này tốt sự này. Một hit nữa khiến Nam ăn chặn hồng máu rồi. Còn đây là Utai. Phải nói là con game khó truyền thuyết này ấy, nó tạo hình tướng 3D đẹp nhất trong tất cả game mua con game One Piece thời điểm hiện tại ở server Việt Nam. Tạo hình của nó gần như là giống với là One Piece Fighting Pass ở bên server Trung Quốc, một trong những con One Piece hay nhất ở thời điểm hiện tại. Bố này 13 củ 8. Vẫn là tài hên. Một dáng nữa 8 triệu rưỡi. Siki ơi bình tĩnh nha anh ơi. Xịt tiến kích. Rồi. Đầu nhá, liệt kích của đầu đấy. Uta của mình bây giờ multi ăn giảm tốc à. Cá khê nhá. Không có nốt nhạc. Gear 5 không sở hữu cho mình nốt nhạc. Vẫn là anh. Vẫn là anh Gear 5 hai cổ. Một đấm 1.6 triệu nữa. Đây ăn một trời dáng của Gear 4 lắm nào. Luffy Gear 4 kết hợp với Luffy Gear 5 thì anh em biết rồi đấy. Đội bạn đấm 2-3 phát dẹo tim. Tôi thà đi luôn anh em ạ. Đây để xem chúng ta xem một quả này Luffy kia kia nằm nó xoáy quả này em nào. Hai con bên kia đang bị ăn chặn hơi máu. Ui đây rồi có nốt nhạc nhá. Có nốt nhạc nhưng mà đang bị ăn giảm công. Rồi luôn Shiki đi luôn anh em ạ. Shiki với chúng tôi đúng không? Toài nhá, toài cơm. Rồi bạn chính thức là tím. Bây giờ sẽ đi đấm thử với một ông gọi là lực chiến đẳng cấp nhất nhì cho ở Việt Nam nào. Vladimir rồi. Ủa, hơn 2, gần 3 triệu lực chiến, hơn 2 triệu lực chiến đây. Đây, tần nhau với người chơi gần như đẳng cấp nhất nhì cho ở Việt Nam đấy. Vladimir Putin. Bảy cổ tư. Năm cổ một. Một xoáy của Nika. Nhát nữa. Trận này chúng ta không có đại tỷ Robin thì khê. Nika so với đại tỷ Robin thì cũng là còn cái nịt anh em ạ. Đây bảo xem Raunty. Raunty là chúng ta sẽ phân định được thắng thua ngay này. Nhìn cái là nhìn Raunty cái là phân biệt được, phân định được thắng thua ngay này. Xong đội bạn đi trước thần tốc. Ui giời vuốt quả đầu thế. Người ta còn bị ăn giảm tốc thế kia nữa thì khê thật. Phải nói là con tướng Giang Lì nó quá ngon. 3 rao đầu nó miễn nhiễm, 3 rao đầu nó miễn nhiễm nếu mà anh em mắc FP. À mắc chiêu nội tại chiêu thứ tư nội tại 2 là 3 rao đầu nó sẽ miễn nhiễm. Quá ngon, phải nói là một con tướng gọi là già không còn điểm trừ gì đấy từ Giang Ely. Bây giờ nhà phát hành nó ra nhiều con tướng mới, nó lép nó nép Giang Ely thôi chứ thật sự là Giang Ely quá khỏe anh em ạ. Bây giờ Nika đã bị ăn chặn hồi máu 7.3 này, vẫn đấm được 7.3 và team công lớn nhá, vẫn đấm được 7.3. Thôi xong, hoa nợ không màu, hoa nợ không màu đến từ Jim Flu. Công gan 12 triệu rưỡi. Úi giời ơi đầu. Kinh công gan.
Người ta vẫn đi trước bố. Bây giờ bố giáng xuống nào. Xem nào. Ủa 8 triệu 2 à. Nháy nữa. 7.6. Bây giờ mới viên đại 4. Để xem một round đánh thường nữa. Xem viên 5 của chúng ta được bao nhiêu. Được bao nhiêu đam sau khi đã bị thôi học. Cố bạn chết luôn cái quả này. Cố bạn lại đi luôn đi. Cụ đi chân lạnh toát. Triệu 7 này. Bố và Gear 5 đang có bố. Ủa đây Gear 5 đang được 2 nốt nhá. Gear 5 của chúng ta hiện tại đã được 2 nốt. Để xem ngoáy của bao nhiêu nào. Gear 5 đang được 2 nốt này. 2 nốt 8 triệu 4. Khá đau. Ui đấm thường 3 triệu 1 ạ. Đấy nên anh em sẽ nên chơi cho mình cái Haki là truy sát nhá. Truy sát để tăng khả năng gây sát thương của Luffy Gear 5. Trận này tuột xích rồi. 75 triệu 6 round khá căng đấy nhá. Khá căng anh em ạ. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi quả kèo Gear 5 của ngày hôm nay nhá. Quá đẹp mắt đến từ Luffy Gear 5. Anh em đánh giá sao về sức mạnh của Luffy Gear 5 ở thời điểm hiện tại? Nhớ comment ý kiến của mình nhá. Và anh em nào cũng đã lấy được Luffy Gear 5 thì nhớ comment đấy cho anh em cùng biết và chiến nhá. Ngon thật sự. Lấy tứ hoàng đấy chứ còn gì nữa. Tứ hoàng sau này cực kỳ khan, nhiều con tứ hoàng ngon. Để xem đây có quả kèo gì không? Quay nào. Ok, bye bye, chào tạm biệt anh em. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ bên gia đình người thân nhá. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình cần để không bỏ lỡ một quả kèo hấp dẫn nào nhá. Bye bye.